Xin chào các bạn, Sun rất vui được gặp lại các bạn trong cái video này. Hôm nay Sun sẽ chia nghe sẻ cái trải nghiệm của mình về sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào đó. Điều đầu tiên khi các bạn mà muốn mua hàng hoặc là muốn sử dụng một cái sản phẩm nào đó để cho việc mà ví dụ phục vụ cái lợi ích của bản thân mình, ví dụ như là việc mà các bạn muốn mua một cái sản phẩm về trị nám và tàn nhang, đúng không ạ? Mà nó thiệt sự an toàn và chất lượng, thì các bạn cũng sẽ phải tìm hiểu về cái sản phẩm đó thật kỹ. Thứ nhất là về cái nguồn gốc, nó như thế nào, nó thành phần của nó ra sao, các cái tác dụng của nó đối với lại sức khỏe của chúng ta như thế nào, và ngoài ra mà các cái hình ảnh mà sản phẩm đó nó đăng lên, cũng như là các cái feedback mà khách hàng đã sử dụng sản phẩm đó nó thật hay không, nó có mang lại cái kết quả tốt không. Đó, chúng ta sẽ phải tìm thiệt sự là rất là kỹ về cái sản phẩm để chúng ta sẽ sử dụng tốt hơn. Thì các bạn biết rồi, để sử dụng một cái sản phẩm an toàn cho mình, thì cái việc mà vừa tốn tiền mà vừa tốn thời gian nữa, thì những cái đó nó vô cùng ít. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ, đặc biệt là chúng ta phải đặt cái niềm tin vào cái người bán hàng. Nếu như người bán hàng của bạn là một người bạn, một người thân, thì nó lại càng dễ. Tại vì họ không thể nào đặt cái lợi ích của họ nó cao hơn trong cái việc mà họ kiếm tiền được. Họ phải luôn luôn làm sao mong muốn cái sản phẩm của mình kinh doanh là tốt nhất cho người tiêu dùng, hoặc là cho một người nào đó, đặc biệt là về bạn bè thân thiết của mình, hoặc là người thân của mình. Ví dụ như về vấn đề trị nám tàn nhang, ví dụ như sản phẩm Sun đang uống, viên uống của đồ đi, thì đầu tiên mà Sun kinh doanh thì Sun là người sử dụng đầu tiên. Tốt về sức khỏe, tốt về nội thất, tốt về trị nám và tàn nhang, nó giảm hiệu quả. Rồi Sun sẽ giới thiệu cho chị gái của Sun hoặc là mẹ của Sun sử dụng. Nếu ví dụ có vấn đề gì không tốt thì chính Sun hoặc chính người thân của Sun sẽ bị trước. Cho nên để mà kinh doanh một dòng sản phẩm gì đó, các bạn phải trải nghiệm vào cái sản phẩm đó, rồi các bạn hãy cho người thân của mình dùng. Tại vì mình có niềm tin vào sản phẩm thì các bạn mới có thể bán được những người khách lạ. Thì đó, cho nên là mình phải trải nghiệm vào sản phẩm của mình trước, thấy chất lượng nó hiệu quả, nó mang lại như thế nào, thì mình mới có thể bán hàng cho các cái chị em khác được. Cho nên Sun hy vọng là bất kỳ các bạn kinh doanh một cái dòng sản phẩm nào đó, phải trải nghiệm nó nha. Ví dụ bạn đang bị mụn, bạn sử dụng một cái sản phẩm nào nó trị mụn mà tốt quá, bạn thấy hiệu quả, và bạn muốn các cái chị em khác, các cái người bị mụn khác cũng giống như bạn, nó triệt tận gốc mụn và giúp da bạn đẹp hơn, tự tin hơn, thì bạn hãy lan tỏa cái hạnh phúc này, cái niềm vui này cho các người khác bằng cách là bạn sẽ bán hàng sản phẩm này, bán cái sản phẩm này để những người bạn bè thân thiết mình biết được cái sản phẩm tốt như vậy và sẽ sử dụng. Và ngoài ra thì có thể kiếm thêm mỗi nguồn thu nhập nhất định cho bạn nữa, quá là tốt luôn. Cũng như việc Sun đang dùng cái sản phẩm trị nám đi, trước khi mà Sun kinh doanh dòng sản phẩm gọi là 50 triệu liệu cô đô thì da mặt Sun đã bị nám. Thì Sun mua và Sun sử dụng sản phẩm này, nó mục đích chính là nó điều hòa nội tiết tố của phụ nữ, thải độc tố cho da, chứ không phải là như kem dưỡng chúng ta bôi ở bên ngoài da thôi, thì nó không thể hết tận gốc được. Nhưng mà chỉ cần khi mà Sun mua và Sun sử dụng tầm nửa liệu trình đầu tiên, thì tầm khoảng nửa tháng đầu tiên, thì cái kết quả nám tàn nhang nó chưa gọi là hết, nhưng mà thiệt sự vào vấn đề gọi là nội tiết tố phụ nữ, sức khỏe nó tốt vô cùng. Đặc biệt là vấn đề gọi là kinh nguyệt của mình nó đều hơn, nó điều hòa tốt hơn, nó không có bị kéo dài thời gian. Và đặc biệt là cũng ngoài ra thì có vấn đề gọi là cái chuyện mà về chồng khô hạn nó đã chấm dứt hoàn toàn, thì Sanh gần chồng cảm giác nó thích thú hơn, nó không còn như trước kia là Sanh rất là sợ, rất là ngại, tại vì nó bị gọi là bức bối, nó không có thoải mái vấn đề nội tiết tố đó. Cho nên Sun mới thấy được cái sản phẩm này nó cực kỳ tốt cho chị em phụ nữ của chúng mình, mà tất cả các chị em phụ nữ khác ở ngoài kia họ cũng đang mong muốn tìm một cái sản phẩm nào đó về vấn đề gọi là nội tiết tố, về vấn đề sức khỏe, về vấn đề về quan hệ về chồng, về vấn đề về gia đình, để mà làm sao cải thiện được. Thì Sun đã bắt đầu, Sun đã kinh doanh dòng sản phẩm này, mặc dù nám của Sun nó chưa giảm hẳn, tại vì cái liệu trình Sun sử dụng chưa có đủ
tại bên này là cam kết sẽ 4 liệu trình trở lại đúng không ạ, mà xanh sử dụng mới có nếu được nửa liệu trình thôi, cái quá trình nó thải độc tố cho da, nó đánh bay đi nám từ sau chẳng hạn về da nó còn chưa đến, nhưng mà vấn đề sức khỏe nó tốt quá xanh đã kinh doanh luôn đó. Cho nên các bạn qua cái video này xanh hy vọng những bạn đang sử dụng một cái sản phẩm nào tốt hoặc là đang muốn kinh doanh một cái sản phẩm nào đó thì hãy trải nghiệm trước cái sản phẩm đó, thấy được cái sản phẩm đó nó tốt, nó lợi ích như thế nào cho bản thân cho gia đình của mình thì mới bắt đầu kinh doanh nha. Thì nó mới tạo niềm tin cũng như là tạo cái sự tin tưởng cho bạn bè anh chị em và cho người thân cũng như là cho khách lạ được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Sun, hy vọng những video sau thì Sun sẽ chia sẻ nhiều cái lợi ích tốt hơn nữa về sản phẩm cũng như là các cái vấn đề về bán hàng. Xin chào các bạn nha.